Vĩnh Phúc vướng 400m, dự án đường sau 15 năm vẫn chưa hoàn thiện. Triển khai gần 15 năm xong 400m dự án đường từ QL2A đi Ủy ban Nhân dân phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc vẫn chưa hoàn thiện. Điều này khiến cho hàng chục hộ dân sống hai bên đường gặp nhiều khó khăn trong đi lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Được xây dựng từ năm 2009, dự án đường từ quốc lộ 2A đi Ủy ban Nhân dân phường Tiền Châu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng hơn 1,2 km với tổng mức đầu tư là 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 15 năm, chỉ có phần cuối đoạn tuyến có chiều dài khoảng 800m nối từ ngã tư đường Hoàng Quốc Việt đến Ủy ban Nhân dân phường Tiền Châu được hoàn thiện. Đoạn đường còn lại nối từ QL2 tới đường Hoàng Quốc Việt dài khoảng 400m hiện vẫn ngổn ngang và xuống cấp nghiêm trọng sau một khoảng thời gian dài không được duy tu, bảo dưỡng. Với chiều dài chỉ khoảng 400m, đoạn đường chưa được hoàn thiện vẫn khiến người dân xung quanh khu vực đều phải lắc đầu ngao ngán mỗi khi lưu thông qua đoạn tuyến. Anh Hà Văn Nguyên, sinh năm 1979, trú tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết, con đường này được thi công từ năm 2009, từ đó đến nay đã gần 15 năm. Tuy nhiên không biết vì lý do gì đến hiện tại vẫn chưa hoàn thiện khiến bà con rất bức xúc. Hôm nay trời nắng còn đỡ, mấy hôm trời mưa, đường như ruộng cày. Đi dọc tuyến đường, phóng viên báo giao thông ghi nhận đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù chỉ dài khoảng 400m, nhưng chẳng chịt ổ gà, sau mỗi đợt mưa nước đọng lại thành từng vũng khiến đường trở nên trơn trượt. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Không chỉ mưa lầy, người dân xung quanh khu vực còn phải chịu cảnh bụi tung mù mịt mỗi khi trời nắng. Ngoài ra, người dân lưu thông qua đoạn tuyến đều phải đi rất chậm bởi đường lồi lõm, gập ghềnh, giao thương cũng trở nên khó khăn hơn. Hiện mặt đường như vậy là đã đẹp hơn rất nhiều so với trước đây vì người dân dọc tuyến đường đã đóng góp 300.000 đồng trên hộ để trải đá bây. Tuy nhiên, sau mỗi đợt mưa lớn thì mặt đường lại lồi lõm. Chúng tôi chỉ mong sao các cấp chính quyền sớm giải quyết để người dân đi lại cho đỡ khổ, anh Nguyễn Văn Giáp. Sinh năm 1979, trú tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc chia sẻ.